mời quý vị các bạn theo dõi trận thi đấu đá cầu nội dung đoạn 3 nam giữa hai câu lạc bộ, câu lạc bộ Chí Linh gặp câu lạc bộ Công Viên Tuổi Trẻ. Ở phía gần màn các bạn là câu lạc bộ Chí Linh trong trang phục áo màu trắng và kẻ sọc nhiều màu. Ở phía xa màn các bạn là câu lạc bộ Công Viên Tuổi Trẻ trong trang phục áo quần màu xanh da trời. Đây hứa hẹn sẽ là một trận thi đấu hết sức là kịch tính, căng thẳng, hấp dẫn dành cho cả hai đội, bởi cả hai đội đều có những vận động viên với kỹ thuật tốt và dày dặn kinh nghiệm thi đấu sẽ cống hiến cho giải đấu một trận thi đấu kịch tính, hấp dẫn. Đang khởi động để chuẩn bị bước vào trận thi đấu chính thức.
khán đài. Xin mời anh Mạnh và anh Quân của Công an Lady lên khán đài xin đồng thi đấu. Chân hai quả liền ban tổ chức xin kính mời công dân lên đi là câu lạc bộ Linh Lan trên sân số 3 nội dung đôi nam. Xin nhắc lại ban tổ chức xin kính mời câu lạc bộ công dân lên đi là câu lạc bộ Linh Lan trên sân số 3 nội dung đôi nam. Thank you.
Cả hơi bất ngờ đấy. Cầu tốt, điểm cho Công viên Tuổi Trẻ. 5-3, 15-13. Trận đấu rất là kịch tính, hấp dẫn. Hai đội giành giật từng điểm một. Phát cầu tốt, điểm cho Công viên Tuổi Trẻ. 16-13. Cầu tốt. Trận đấu kết thúc với tỷ số 21-14 nghiêng về đội Công viên Tuổi Trẻ trước câu lạc bộ Chiến Hình. Xin chúc mừng Công viên Tuổi Trẻ lọt vào vòng trong.